Xin chào mọi người và đặc biệt là các chị gái tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các chị tử vi của năm 2021 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm này đối với tuổi của các chị. Một trong những cái tuổi mà em đã nói là Tỵ Dậu Sửu 3 tuổi vẫn chịu tam tai ở trong năm 2019, 20, 21 và năm 2020 là tam tai năm nặng. Bây giờ đang là giữa tháng bây giờ là đang đầu tháng 11 rồi. Thì các chị cũng cảm nhận rằng tam tai năm nặng với sao xấu, mệnh xấu, mình sẽ bị những gì rồi đúng không? Một cái năm rất là khó khăn. Tiếp tục năm tới lại là một năm tam tai năm cuối. Tuy rằng là có cái sao mệnh xấu nhưng mà năm tới dù gì đi nữa là tam tai năm cuối, nó có cái bộ gọi là Tỵ Dậu Sửu tam hợp thì nó cũng phần nào, người ta nói tam hợp hóa tam tai chính là như thế này. Hóa đây là hóa giải. Nhờ có tam hợp địa chi thì phần nào hóa giải bớt cái tam tai của mình. Chứ không thì sẽ là cực kỳ khó khăn với sao chủ của năm sau là sao Thái Bạch, một trong những cái sao gây ra suy hao. Sao Thái Bạch thì nó lại thuộc hành kim, nó thường nó lại gây suy hao không chỉ có tài lộc không đâu, đôi khi và sức khỏe và bổn mạng của mình luôn. Cho nên là người của các chị năm tới tiếp tục là một năm báo hiệu nhiều khó khăn, nhưng mà chắc là sẽ đỡ đần hơn cái năm 2020 năm Tý với cái bộ mà phạm thái thế của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết xem coi là các chị sẽ ra sao. Biết rằng là cũng khó khăn đó, nhưng mà gọi là mình nín thở qua sông thôi. Các chị là một người rất là siêng năng, chịu khó cày cuốc, cho nên là thôi bù lại ha. Rồi đầu tiên thì phải nói trước là những người mà tuổi Kỷ Dậu á thì sẽ là những người năm sau là năm 53 tuổi. Người thì là mệnh đại trạch thổ, sinh từ ngày 17 tháng 2 năm 1969 đến ngày 5 tháng 1 năm 1970 là những người chịu sự chi phối của cái người Kỷ Dậu. Tuy nhiên nếu như những người mà có cái sinh năm đầu nửa đầu của Kỷ Dậu, tức là từ tháng 1 cho tới tháng 4 thì là cái sự chi phối của Kỷ Dậu không quá nặng nề. Họ sẽ thường là có một tí xíu cá tính của người mẫu thân. Còn mà những người mà sinh từ tháng 5 cho tới tháng 11 thì rõ ràng là những người đó thì người Kỷ Dậu đó thì thường rất là vất vả về thân. Rồi với cái mệnh thổ, năm tới năm Tân Sửu là một năm thổ, như vậy thì người ta gọi là thổ đồng hàng, tương trợ tốt, chủ về một năm có ít sự nguy hiểm, tức là có xấu về bổn mạng đi nữa thì cũng không có đến nỗi là phải mất mạng. Cũng như giống như là người mẫu thân ở trong cái năm này. Tuy nhiên là với tam tai thì cẩn thận cái việc xây xát tay chân hoặc là bệnh, nhưng mà uống thuốc thì nhanh khỏe. Sao Thái Bạch, người ta nói là một cái sao, một cái hung tinh đem đến suy hao tài lộc và hay suy hao luôn cả phần sức khỏe. Người ta gọi là đây là sao xấu đối với nữ người Kỷ Dậu sinh năm 1969. Sao Thái Bạch đó là hung tinh, thường đem lại chuyện trở ngại trong ngay cả công việc kinh doanh để gây hao tốn. Đề phòng kẻ tiểu nhân phá hoại làm hao tốn tiền của, đặc biệt là cẩn thận có thể người ta nói Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Và chuyện là chuyện quan sự, dẫn đến chuyện quan sự. Với một cái năm có sao Thái Bạch cộng với hạn tam tai thì mình khuyên các chị là không nên cho ai vay mượn gì, vì chắc chắn là sẽ không đòi lại được. Rồi là đầu tư thì phải cẩn trọng giấy tờ thủ tục. Nếu với cái người mà có sao Thái Bạch cộng hạn tam tai như vậy thì để tránh bớt suy giảm, nếu các chị nào mà đang ở trong thời mạng điểm mà có chút tài lộc thì nghe lời mình dục tiền vô cục đất đi.
đi ra mua cái miếng sạc đầu đâm ra mua miếng đất hay mua cái nhà gì đó để vô đó. Tại vì khi mà mình si hao đi á thì sạc đầu năm mình cho si hao tài lộc đi ha, là sửa nhà là làm cái gì đó cho si hao tài lộc, thì đó là cách mình chữa mèo ha. Tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỹ nhất là màu trắng. À, tháng 2, tháng 5, tháng 8 là những tháng phải cẩn trọng. À, mình thì có xem chi tiết thì là tháng 4 cũng không phải là tháng tốt, dù rằng có cái bộ tam hợp tỵ dậu sửu. Tháng 4 là tháng tỵ, mình tuổi dậu ha, năm thì năm sửu, tuy nhiên là tháng đó là tháng quý tỵ thì kỷ khắc quý. Tháng 6 là tháng ất mùi thì ất khắc kỷ, hai tháng đó cũng không có mấy tốt đẹp về cái công việc ha. Rồi, hạn của năm là hạn thiên la, hạn đem đến tinh thần bất an lo âu. Nữ ký dậu gặp mặt thiên la thì chủ hay về lo lắng, đau nhức đầu, luôn luôn cảm thấy đầu mình căng thẳng ha. À, năm nay dù là gì đi nữa thì những cái bệnh tật đó mình kêu khi đó là mình đau đầu, nhức đầu, mình lo lắng, đi khám không có ra bệnh đâu. À, cái này người ta gọi là năm xuôi tháng hạn, thì thường nó có cái việc giống như là bị quả trách bờ trên, rồi bị âm lịch chút xíu. Vận niên là một vận niên tốt, đó là vận niên hầu thực quả, tức là cái hình ảnh khỉ về vườn ăn trái cây. À, khỉ được ăn nhiều quả nên cuộc sống luôn no đủ, ăn nhạt rủng rỉnh. Năm nay dù có là một năm có cái vận niên tốt, tức là nhìn cái vận thế ở bên ngoài đó, vận niên ở ngoài nó vận động tốt với mình, nhưng mà cũng không nên toan tính chuyện đại sự. Có vẻ sẽ không đem đến nhiều may mắn với nhiều cái khó khăn. Kinh doanh buôn bán thì chỉ là tạm ổn thôi. Nếu như mà năm tới mà người nào các anh quên các chị mà có làm nông nghiệp thì lại là năm được mùa, vì năm sửu là năm thường là năm cây trái mùa màng sẽ rất là được. Rồi, thiên can á, mậu gặp tân, chữ mậu là thuộc nạp âm ngũ hành thổ, chữ tân á, là thuộc nạp âm ngũ hành kim, cho nên gọi là sinh xuất, hao tốn. Thiên can, cái chủ thiên can của năm á, thường thì nó ảnh hưởng đến công việc, cho nên là vừa sao thái bạch vừa thiên can đều là gây hao tốn, cho nên cẩn thận công việc sẽ dễ gây hao tốn. Địa chi thì rất là tốt đẹp khi tỵ dậu sửu, mình tuổi dậu gặp năm sửu. Dù rằng năm tam tai nhưng có tam hợp này thì hỏa giải bớt cái tam tai, không có nhiều cái sự đau buồn lắm ở trong cái gia đạo tình cảm. Thường thì nếu mà gặp năm tam tai mà năm xung giống như năm tý này nè thì các chị buồn phiền chuyện tình cảm gia đạo chồng con lắm. Nhưng mà năm sau thì đỡ đần hơn vì có cái bộ tam hợp. Đó là nhìn sơ khởi bên ngoài. Bây giờ mình xét vào tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn thì với cái phúc tinh và tài tinh nó sẽ ra sao. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như thiên mã nè, điếu khách, thanh long, nhưng mà lại bị bệnh án ngữ. Đây là một cái bộ sao nhìn chung tọa cung tiểu vận là không tốt cho cái bộ mạng và sức khỏe. Chú ý tay chân cẩn thận say sát, đặc biệt thiên mã đi trước điếu khách thì tránh đi xa. Thiên mã điếu khách có bệnh, tức là mình đi xa đến, mình làm khách ở đâu đó rồi mình sẽ gặp bệnh. Dù rằng có thanh long án ở trên cung, bệnh sẽ khỏi, nhưng mà thôi thì ở nhà cho nó an toàn mình phòng hơn là chữa, đúng không? Rồi gặp cái đâm si hao tài lộc, si hao sức khỏe nữa, tự nhiên cái đó bệnh rứt cơm, bệnh cả chục ngày, 10 ngày có thể bệnh nằm tại chỗ ha. Đặc biệt là các tháng như là tháng 4, tháng 5 ha, tháng 6, tháng 8 đó, mấy tháng đó đó là rất là dễ. Mà tháng 6 là các chị rất hay thích đi xa nha ha. Đó là tọa cung tiểu vận. Còn tọa cung tiểu hạn thì có các cái phúc tinh như thiên phúc, quốc ấn, long trì, quan phủ. Đây là bộ tứ cái sao rất tốt về thăng tiến trong quan vận tài lộc. Tuy nhiên bị thiên khốc triệt tuần án ngữ thì rõ ràng sẽ làm mất đi tuần triệt, thì mọi người đã biết rồi, nó sẽ khống chế cả lẫn sao tốt lẫn sao xấu đi trước nó.
mà ở đây là cái bộ Thiên Phúc Quốc Ấn Long Trì Quan Phủ, đây là bộ về thăng tiến quan chức tài lộc rất là tốt, tuy nhiên lại bị Thiên Khốc và Tùng Triệt án ngữ. Như thế này thì rõ ràng là thấy cơ hội thôi, thấy gì mà cơ hội nhưng mà rõ ràng là không được gì cả. Đây là cái điều mà rất tiếc cho cái người Kỷ Dậu ở trong cái việc là quan vận và phát triển công việc. Cái này nó có ảnh hưởng tận sần tới cần công việc luôn, chứ không phải là những cái anh chị làm ở trong quan vận không đâu nha, cơ quan nhà nước không đâu, hạn xưởng đâu. Có thể là ở đây các anh các chị làm ăn ở ngoài thì có thể hiểu, thấy cơ hội nhiều lắm nhưng mà tới đi vào thì nó không được suôn sẻ, tại vì bị cả Thiên Khốc và Tùng Triệt án ngữ. Tuy nhiên bên cạnh đó có Tràng Sinh ở phía cuối cùng, thì ở trong công việc, trong cái rủi thì cũng có cái may. Thí dụ lúc cuối cùng thì nó cũng có sinh ra một con đường khác để cho mình đi. Đại loại là như vậy. Người ta coi là cái này ảnh hưởng cái phúc ấm của tổ tiên, tùy người nha chứ không phải ai cũng vậy. Nên mọi sự gặp hung thì hóa cát, khó khăn được giảm trần. Mới đầu là rất là tốt, gặp trở ngại nhiều, sau đó tới cuối cùng hết thì nó còn lại một chút chứ không phải là mất hết. Rồi còn cung nhị hợp thì có cách sao như Tấu Thư, Thiên Phúc, Thiên Không mà bị tuyệt, Thiếu Dương Đường Phù Hồng Long, Cô Thần Kiếp Sát. Đây là các sao dự đoán tình cảm gia đình không được tốt. Chú ý các vết mà mổ xẻ mà từ trước đã có. Nếu các chị nào mà có các bộ xẻ từ trước thì đây là bộ sao các chị cần phải coi nhiều. Chia cái bộ sao của cung nhị hợp ra làm đôi thì Tấu Thư Thiên Khôi thì bị tuyệt án ngữ, Thiên Không Thiếu Dương Đường Phù Hồng Loan thì bị Cô Thần chèn ép, Cô Thần Kiếp Sát chèn ép. Như vậy là cẩn thận giấy tờ, hoặc là giấy tờ của các anh các chị đang làm tự nhiên năm nay nó đứng lại. Tự nhiên có Tấu Thư Thiên Khôi đi với tuyệt, là cái này là giấy tờ mình đang làm với cái mức chạy tốt đẹp thì năm nay tự nhiên nó bị tuyệt án ngữ thì nó gặp khó khăn, gặp cái trục trặc ấy. Chia mọi từ tuyệt trở về sau có Thiên Không Thiếu Dương Đường Phù Hồng Loan. Thì bộ này á, là Thiên Không Thiếu Dương Đường Phù thì tốt đẹp cho cái việc có nhiều cái mối quan hệ đi Hồng Loan. Hồng Loan thì thường là sau này là sau về cưới hỏi, nhưng mà giờ này mà các anh các chị mà cưới bên các chị mà còn cưới hỏi nữa, người ta nói các chị tham gia câu lạc bộ Yamaha là các chị biết dịch ra sao, già mà ham á, không, cho nên là thôi đừng có, chắc là không phải chuyện đó đâu, mà chỉ là tốt đẹp ở trong mối quan hệ. Bị Cô Thần Kiếp Sát có thể là bị một người đàn ông tiểu nhân đưa đến cho mình những cái việc không có tốt đẹp, gây khó khăn trong công việc, thậm chí là tình cảm gia đạo. Rồi không nên cưỡng cầu quá mà gặp bất lợi ở trong cái việc kinh doanh tài lộc đó đối với các chị. Còn cung tam hợp thì có các sao không tốt lắm, đó là Tan Môn Phi Liên, Tuế Phá và Thiên Hư, Lưu Hà Thai Phục Binh, Quan Đới. Dự đoán đây là một năm sẽ có chuyện chia ly, có tan ở trong gia đình của các chị. Chú ý là có Lưu Hà Thai Phục Binh, Quan Đới. Bộ này thì Tăng Môn Phi Liêm Tế Phá thì đã là một bộ nặng về chuyện chia ly tan chế rồi. Thiên Hư Lưu Hà Thai Phục Binh Quan Đới, đây là bộ rất dễ có việc đáo tụng đình, có thể là mình kiện người ta hoặc là người ta kiện mình, tại vì đây là Phục Binh Quan Đới. Năm tới thì các chị với Tăng Môn Phi Liêm Thiên Hư Lưu Hà thì tránh đi cái việc chỗ nào có nước mà gây nguy hiểm cho mình. Đây là bộ cung tam hợp thì thường nó chỉ về phần sức khỏe nhiều hơn là phần công ăn việc làm.
cho nên là cẩn thận sức khỏe và gia đạo ha. Năm tới các chị cẩn thận, nếu như có cha mẹ lớn tuổi thì mình phải nếu thấy có vấn đề là mình phải đưa đi kiểm tra liền ha. Như vậy thì mình đã tổng hợp phần nào cái kiến thức tử vi của cái năm 2021 đối với tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 đối với các chị. Thì rõ ràng là với một cái năm vẫn còn trong tam tai, sao lại sao thái bạch ha. Vận niên không tốt, vận niên tốt, hạn không tốt, thì mọi người, đặc biệt là các chị sinh vào cái khoảng từ tháng 5 tới tháng 11, cẩn trọng việc suy hao tài lộc, đặc biệt là có cái tam môn chiếu mạng, tam môn nhập cái cung tam hợp này thì không phải là đại tan, nhưng mà cũng là tan trong gia đình ha. Có thể là không phải tan cha tan mẹ nữa mà là tan trong gia đình nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ phân tích thêm cái vận hạn 6 tháng cuối, 6 tháng đầu năm của năm Tân Sửu, xem với những cái tháng từ tháng 1 tới tháng 6 vận hạn nó ra sao, trồi sụp thế nào. Tổng năm là chúng ta biết là chúng ta đã dưới trung bình rồi, bây giờ coi có tháng nào nó trồi lên trên trung bình không, hay là nó cứ chìm nghiễm luôn, để biết mà coi như là tháng nào xui nhất và xui cái gì, để mà các chị có cái chuyện mà toan tính lo xa ha. Người Kỷ Dậu thường chữ Kỷ lo rất xa. Tháng Giêng, tháng đầu tiên của năm canh năm Tân Sửu là tháng Canh Dần, một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mệnh thì mộc khắc thổ, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Mới đầu năm vô là thấy không êm rồi đó, tam tai năm cuối mà chơi vô tháng đầu tiên tháng mộc là thấy mệt rồi đó. Thiên can chữ mậu, chữ kỷ của Kỷ Dậu với chữ canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên chữ kỷ thì là thuộc thổ, chữ canh là thuộc kim về nạp âm ngũ hành, như vậy đây là nạp âm ngũ hành sinh sức. Có thể đây là một cái tháng sẽ gây ra hao tốn về tài lộc, tuy nhiên không lớn, hoặc là nằm trong cái sự tính toán chấp nhận của các chị. Giống như em nói vào đầu năm ra thì muốn chắc ăn sao thấy bạc mà dùng đóng tiền vô bất động sản đi, rồi nó để nó ha, nó không có mất đi. Rồi địa chi Dần Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau. Ok, tháng này là tháng Tết mà, chắc là có buồn phiền gì nữa, gia đạo đi nữa thì cũng bỏ qua. Tháng Tết mọi chuyện nó êm đẹp đối với các chị. Cũng như em đã nói nha, tháng cái năm này là năm Sửu, tuy là tam tai, thường thì nó sẽ có tai tím nè ha, tai ương ha, đó thì nó nằm ở trong đó, rồi tai nạn nữa. Nhưng mà bây giờ là mình ở trong năm này có bộ tam hợp thì tai tiếng nó sẽ giảm đi nhiều hơn là cái năm tí mình đang các chị đang trải qua. Rồi tháng thứ hai của năm Tân Sửu là tháng Tân Mão, tháng Tân của năm Tân, đây là một tháng mộc tiếp tục. Như vậy cũng không khác gì tháng Giêng với mộc khắc thổ, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng tai nạn phạm thân hoặc là bệnh nạn, cẩn trọng. Thiên can thì tiếp tục là chữ kỷ và chữ tân, là không xung không khắc, là trạng thái cân bằng tự chủ ở trong tử vi. Kỷ tiếp tục là thổ mà tân tiếp tục là kim, cũng giống như tháng 1, đây là tháng sinh xuất về nạp âm ngũ hành, có thể tháng này sẽ gây suy hao tài lộc hoặc là tốn tiền nhỏ, hoặc là các chị có toan tính như mình đã nói từ đầu. Thiên can như vậy thì địa chi Mão Dậu, Tý Ngọ Mão Dậu, Mão Dậu đây là thuộc cái nhóm lục xung, mà người ta nói nhóm lục xung thì gia đạo nhiều buồn phiền âu lo, cẩn trọng các mối quan hệ xã hội đem đến hao tốn cho mình. Tháng này là tháng mà coi như dễ có thị phi tai tiếng lắm nè nha, các chị cẩn thận. Hồi nãy mình đã nói tháng 2, tháng 5 và tháng 8 là rất dễ có thị phi, sao thấy bạch nó quần nhiều. Rồi như vậy tháng 2 không còn tốt đẹp giống như tháng 1 nữa ha. Rồi tiếp đến là tháng 3, tháng Nhâm Thìn
của năm Tân Sửu. Mà tháng Nhâm Thìn thì thuộc thủy. Như vậy bổn mạng tiếp tục là sao? Thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng cái bệnh nạn nhẹ. À, trong cái bổn mạng thì bổn mạng khắc tháng. À, xấu nhất vẫn là tháng khắc bổn mạng, sau đó tới bổn mạng khắc tháng và bổn mạng bị sinh xuất là tiếp theo. Như vậy đây là xấu nhì thôi. À, có thể là có bệnh có nạn nhưng mà nó sẽ nhẹ, không có nạn. Rồi ha. Thiên can nhâm kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy xét về công việc là mần ăn thì tháng 3 ok, không có vấn đề gì. Không có chống phá chứ không phải nói là mình tốt nha. Nó tốt đẹp đó khác, còn này là không có chống phá, không có vấn đề thôi. Công việc cũ của các chị nên khuyên là nên làm tiếp. À, Dậu với Thìn xét về địa chi, đây là cái bộ lục hợp trong địa chi, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo, cho tình cảm đâu, mà đôi khi còn cả cho công việc nữa. Như vậy đây là một tháng tốt. Tuy là cái mệnh thổ khắc thủy, mình khắc tháng, thiên can thì không có vấn đề, nhưng mà địa chi thì là lục hợp. Hy vọng là cái tốt này nó lấn được cái bổn mạng mà tốt đẹp. Hãy nên nhớ rằng là mình đã nói rồi, năm nay, năm tới, năm Tân Sửu thì dưỡng sao thái bạch là cái sao hay suy hao, có thể là suy hao về tài lộc hoặc là suy hao về sức khỏe là chủ yếu, nhưng mà cái bộ mà về rắc rối gia đạo tình cảm thì phi tai tiếng thì nó lại không có nhiều giống như cả năm tam tai năm nặng này. Rồi tháng tiếp theo là tháng Quý Tỵ. Tháng Quý Tỵ chắc chắn là tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy thì không khác gì tháng 3 với thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng, bệnh nặng nhẹ ha, giống tháng 3. Tuy nhiên thiên can thì không tốt đẹp như tháng 3. Vì sao? Vì cái chữ kỷ của mình, chữ kỷ của kỷ dậu khắc chữ quý. Thiên can khắc tháng, công việc gặp nhiều chống phá, cẩn thận tiểu nhân lợi dụng trong công việc gây ra hao tổn. Hãy nên nhớ là mình kỷ khắc quý thì cái công việc, cái sự khó khăn đôi khi nó có, đôi khi nó xảy ra, nhưng mà mình vẫn là cái người chú tâm giải quyết, nhưng mà có thể là sẽ gây ra hao tổn, cẩn trọng. Địa chi thì tốt đẹp với Tỵ Dậu thuộc nhóm tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn cho cái gia đạo tình cảm. Nhờ cái nhiều may mắn này, thậm chí nó còn tốt đẹp ở trong cái mối quan hệ. Thì cũng giống như ở trên mình nói, công việc đang gặp bế tắc, đôi khi gặp cái mối quan hệ nào mới hoặc là bạn bè cũ, tao giúp mày cho. Đây là cái sự tốt đẹp của cái địa chỉ khống chế lại bớt cái thiên can ha. Hy vọng là được như vậy. Mình cũng muốn các chị tốt chứ, thật sự là nói là trải qua cái năm 2020 này, người kỷ dậu là cực kỳ khó khăn, mệt mỏi đủ điều rồi. Nếu mà tiếp thêm một năm giống năm này nữa thì chắc là buồn xui quá ha. Rồi tháng tiếp theo đó là tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Giáp Ngọ, mà tháng Giáp Ngọ thì thuộc kim. Như vậy bổn mạng và sức khỏe của tháng này cũng chưa được tốt đẹp cho lắm. Vì sao? Vì các mệnh thổ thì sinh kim, sinh xuất bản mệnh, bổn mệnh và sức khỏe phải cần cẩn trọng, không được tốt đẹp ha. Thiên can của tháng này thì rất tốt. Vì sao? Vì chữ giáp với chữ kỷ của thiên can tháng và của mình là thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tài lộc dễ sinh. Các mình mà có những cái công việc gì lớn thì mình sẽ để vào tháng 5 với cái chữ giáp hợp kỷ. Tuy nhiên nó không được tốt đẹp cho lắm khi cái sao thái bạch nó sẽ suy hao ở trong tháng này, với cái phần địa chi dậu ngọ nằm trong bộ tứ hành xung tí ngọ mão dậu ha. Nhưng mà xa nhau nên cũng không quá lo lắng, chỉ cẩn thận buồn phiền chuyện con cái tháng này thì là tháng con cái rất dễ gây hao tổn, chứ còn không phải là tài lộc làm ăn mình hao tốn ha. Rồi tiếp theo là tháng 6 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Thì tháng 6 âm lịch là tháng Ất Mùi. Tháng Ất Mùi chắc chắn là một tháng kim. Như vậy mệnh là thổ sinh kim, sinh sức bản mệnh, bổn mạng và sức khỏe cần cẩn trọng, không được tốt đẹp. Thiên can lại cực kỳ là xấu, có thể nói bộ thiên can của tháng 6 là xấu nhất trong cái năm Tân Sửu đối với
các chị gái tuổi Kỷ Dậu. Vì sao? Vì chữ ất của thiên can nó khắc chữ kỷ của thiên can các chị. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc cẩn thận dễ lâm vào bế tắc, đáo cửa quay. Việc lớn không nên tiến hành trong cái tháng như thế này. Nếu như mình cho lời khuyên, cẩn thận nhất là tháng 5, cẩn thận nhất là tháng 6 với những cái chuyện ký tá hợp đồng không có được tốt đẹp cho lắm. Rồi. Vậy mà ký tá hợp đồng, tuy là tháng 5 cái sao Thái Bạch nó vận hành, nhưng mà ký tá hợp đồng ở trong tháng 5 lại mà thành công. Ha. Mùi với Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau ở trong cái mặt tử vi. Như vậy thì là tốt đẹp về mặt gia đạo tình cảm. À. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái vận hạn tử vi của cái năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi Kỷ Dậu của các chị, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của nó. Rõ ràng rằng là với cái năm Tam Tai năm cuối cộng 6 Thái Bạch thì có rất là nhiều điều không được tốt đẹp đóng chờ các chị ở phía trước. Tuy nhiên nó vẫn đỡ đần hơn cái Tam Tai năm nặng. Cái bộ Tam Tai thì các chị đã biết rồi, tam tai là tai tiếng, tai ương, tai nạn ha, nó nằm chung ở trong đó. Tuy nhiên đây là năm nhẹ nhất của các chị trong 3 năm tam tai, vì nhờ cái bộ Tỵ Dậu Sửu tam hợp của địa chi phần nào khắc chế cho mình. Các chị khỏi lo lắng, ở tuổi các chị thì đa phần là ổn định rồi, cực khổ thì cũng cực khổ nhiều rồi, cho nên là năm tới bổn mạng của mình nói vậy chứ nó bị suy yếu thôi, chứ không đến nỗi là nguy nan. Cho nên đó là một cái điều mà mình cảm thấy là còn cái chút hy vọng cho các chị. Vì như mà đã nói, mất cái gì làm cũng lại được hết, đừng để mất mạng. Dù là ở đã tuổi ngoài 50 thì cái nhiệt huyết ở trong công việc mọi thứ nó cũng bị giảm dần. Tuy nhiên là giảm đi thôi, mình vẫn có cái điều kiện để mình phát triển làm lại. Hy vọng rằng các chị nắm bắt được cái thông tin nhỏ mà em tổng hợp và chia sẻ để biết được nên cương hay nhu, hay mở mới hay là như thế nào đó ở trong công việc làm ăn, để mà có một cái năm tuy xấu nhưng vẫn còn thành công nhất định. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.